Chương trình Phụ Nữ Ngày Nay xin được trở lại với phần 2 với đề tài tìm kiếm bạn đời hay là tri kỷ ở tuổi xế chiều, tuổi về hưu hay là tuổi trung niên trở lên. Thì chúng tôi đang nói về những cái thách thức khi một người mà bây giờ đa số là phụ nữ, tại vì đa số thường thấy phụ nữ ngày nay kiếm một người available hơi khó, không? Đàn ông bây giờ gọi là giống như là gì, good parking place they all got all taken, chỉ còn cái chỗ để dành cho handicap. Vâng, là những chỗ đậu xe tốt đã có người lấy hết rồi. Tôi có nhiều số bạn thì thường thường có rất nhiều người bạn single thưa quý vị, rất là được, rất tính tình, rất dễ thương, công an việc làm ổn định, nhưng vẫn không thể tìm được cái người đối tượng mà ưng ý. Có thể có nhưng mà phù hợp đó, thì rất là khó. Thì những cái lý do như nãy mình có nói là thách thức khi mà mình ấy là nhiều người họ thiếu tự tin, phải không ạ? Là họ từng có bị tổn thương, bị lừa dối, bị đổ vỡ trong quá khứ. Rồi nhiều người ở độc thân quá lâu cũng bước vào một cái tình cảm cũng hơi khó. Rồi về sức khỏe, về thay đổi ngoại hình, rồi hoàn cảnh sống cũng thay đổi. Thì chị Châu có tâm sự với Thơ là đối tượng của mình cũng phải vừa tầm với mình chứ, nhiều khi tuổi tác cao quá rồi sao chị? Chị cũng có vấn đề đó, cũng lo ngại phải không? Cái điều mà Châu vừa nói với Hương Thơ đó mà xin anh Hưng cũng đồng ý như thế này là không cần phải yêu nhau, thích nhau, cái điều đó quan trọng hơn ở cái tuổi lớn tuổi như mình. Thích nhau là sao? You like me better than love me. Like là họ chịu listen to mình, họ nghe chia sẻ với mình, nói chuyện với mình. Yêu thương là cái ngày xưa của mình là go crazy, head over heel, này kia nó khác. Còn bây giờ like là ngồi nói về một cuốn sách, kể cho nhau nghe về cuốn sách, dắt nhau đi xem cine, những cái phim hay, ngồi ăn cơm với nhau để nói những cái chuyện đó, chia sẻ. Cái lúc này là cái lúc mà mình có giờ nhiều hơn là mình, thời gian mình có nhiều hơn là mọi thứ, thành ra mình phải chia sẻ hợp với nhau, thì cái điều đó rất là quan trọng. Dạ, em cũng muốn hỏi về cá nhân kinh nghiệm của chị nè. Chị gặp anh lúc mà chị bao nhiêu tuổi? Thì chuyện tình của mình gom lại như thế này là mình gãy đổ người chồng trước vào năm 2006. Lúc chị bao nhiêu tuổi? Lúc bây giờ là Châu 50 mấy tuổi rồi, 6 đứa con. 6 người con, 4 đứa ở trong đại học, 2 đứa 15, 16 tuổi còn ở nhà. Thì gãy đổ rồi đó, lúc bây giờ thì mình cũng như là what am I gonna do? Nghĩa là cả cuộc đời mình làm vợ, làm mẹ, không biết. Chưa đi ra ngoài. Chưa đi ra ngoài, đi làm cả cuộc đời mình chưa đi ra ngoài. Nhưng mà khi mà cái thời gian mà hai đứa bé ở nhà nó đã vào đại học rồi đó, lúc bây giờ mới thấy cô đơn. Cái cô đơn nó khi mà nó vào mình nó lạnh lắm, nó lạnh lẽo lắm. Cái nhà tự nhiên nó lớn hơn là cái mình cần. Mình thiếu một cái người ngồi đây để nghe mình than vang, thiếu một cái người cầm tay coi cái phim hay. Hồi xưa cháu thích đi coi cine lắm. Long story short đó, thì là cháu reconnect với cái người này, cái người chồng bây giờ của cháu đó. Ảnh hồi xưa là thầy giáo của cháu, kèm cho học ngày xưa, 50-60 năm về trước ở Việt Nam. Mà xong chỉ quan hệ thầy trò thôi, chưa có tình cảm lúc đó. Không, cũng không có liên lạc với nhau, không có biết. Thì sau khi hai đứa trẻ nó đi, hai đứa bé nhà mình nó vào đại học á, thì là mình đi họp, mình gọi là liên trường họp ở Texas, tại vì cháu ở Đà Nẵng mà. Thì ở cái liên trường họp đó mới gặp lại ông thầy này. Ông thầy mà 40 năm về trước đó, thì chỉ là thầy thôi. Hồi đó là chị không có biết yêu thương nhau gì hết trơn á. Rồi ngồi nói chuyện với nhau, tâm sự, rồi gặp nhau, rồi cái... Mà trước đó chị có bao nhiêu người theo đuổi chị không? Không, trong vòng 2 năm đó mình khép kín. Gần 2 năm rưỡi, 3 năm đó là khép kín. Mình không có muốn. I have work to do, I have kids to pay for college. Rồi mình phải trả tiền học cho con, mình phải lo trả tiền nhà, tiền cửa, tiền xe, tiền cổ. Không có thời gian để dành cho tình cảm. Không, mình không có thời gian, mới lại không có quyền lo cho mình phải lo cho con. Nhiều bổn phận của mình phải, người mẹ phải cho xong. Cho đến lúc hai đứa trẻ nó vào trường rồi đó, nó vào đại học rồi, mình nhìn qua nhìn lại cái nhà nó too big, cái nhà nó lớn quá, lạnh lẽo quá.
Rồi lúc đó anh bước vào đời chị. Mà dạ, lúc đó hai người chỉ thích lúc nhau và tôn trọng nhau thôi chứ. Tôn trọng bạn với nhau trong vòng 2 năm sau rồi rồi mới góp gạo thổi cơm chung. Nhưng mà rồi sau đó tình yêu nó nảy nở tình dần. Thì đấy, thì sau đó là hiểu nhau. Anh chỉ anh Hân là người chỉ có ngồi nghe mình nói chuyện thôi. Anh muốn nghe mình cái chuyện buồn, chuyện vui của cuộc đời của mình. Mỗi khi mình kể đó, cái người mà mình mới nhìn thấy cái người mà thương yêu mình nó như thế nào. Mỗi khi mình kể những cái đau khổ hay những cái gì đó, anh là người đau khổ. Ồ, là đồng cảm với chị. Anh tỏ ra anh người đau khổ. Thỉnh thoảng anh vẫn nhắc lại sau cái anh khen cái sự chịu đựng của mình. Thì lúc bây giờ mình mới thấy là cái sự đồng cảm không có phải yêu nữa mà thích. Mình thích cái người đó ngồi đằng trước của mình nghe lời mình kể. Mình thích cái người đó cầm tay mình đi cine, ngồi nói chuyện với nhau về một cuốn sách, bàn nhau về cuốn sách. Có thể cái sự hiểu biết không có bằng nhau, nhưng mà anh có thể giảng cho mình có thể hiểu. Hưng ơi, cái tuổi không biết mình càng lớn mình còn yêu thắm thiết, chắc chị mình rung động cái nhịp ngày xưa hay là bây giờ chỉ cần nhau mà thôi ha Hưng à? Bây giờ bảo là nếu mà bây giờ có một cái cú sát ái tình thì cái chuyện đó Hưng nghĩ không nghĩ là nó thực tế mà nó xảy ra đúng không? Nó chỉ có là hồi trẻ thôi. Nhưng mà có tin vào định mệnh không? Nhiều khi mình đi tìm mà ai cũng có sự sắp xếp sẵn. Thì cái đó tùy theo mỗi người, nhưng mà Hưng thấy là ở cái tuổi trung niên trở lên đó, khi mà mình muốn đi tìm một cái người khác thì nó phải có nó thêm thời gian, bởi vì mình mỗi người đó, mỗi phía đó thì nó đều có một cái gì đó, nó không phải là cá nhân nữa. Mà thí dụ chẳng hạn như là khi mình muốn quen, thế bây giờ thí dụ như là người phía bên đàn ông muốn quen với là một cái người này phụ nữ thì phải chấp nhận người phụ nữ đó và luôn cả con của người phụ nữ đó hay là gia đình của người phụ nữ đó. Nó là một yếu tố. Mà ngược lại, cái người phụ nữ khi họ nhìn người đàn ông thì họ sẽ xem người đàn ông có gánh nặng hay không. Tại vì vấn đề con cái đó, nó cũng rất là ảnh hưởng. Chứ mình không phải là chỉ là thanh niên thiếu nữ hồi xưa nữa. Thành ra nó cần một cái thời gian, nó phải qua một cái quá trình để tìm hiểu nhau, để mà đi đến với nhau. Chứ còn giống như là trả lời của Hương Thơ là nếu mà gặp nhau một cái là đã yêu liền, đã kiểu như là giống như là cool the food, cool the food thì không nghĩ là cái chuyện đó là nó không có nữa. Không có nữa. Bây giờ mình nói về vấn đề mà những thách thức khó khăn đó, do tìm một người quá giàu, quá nhiều tiền thì họ đi tìm một người đối tượng á, mình có nên cho người ta thấy mình giàu không, thì mình sẽ người đó sẽ gọi là thu hút những người ta gọi là đào mỏ hay là gold digger đó, nên mình phải cho họ thấy mình một người bình thường trước ha. Chứ nếu mình có nhiều một tài sản lớn quá, mình cho người ta thấy liền thì một người đi sân ga, một người có tư cách thì họ sẽ ái ngại, phải không Hưng à? Tôi nghĩ là ok, là bởi vì nếu mà bây giờ mình giàu quá thì bao giờ mình cũng có sự một cái e ngại, cái lo sợ là không biết là cái người phụ nữ họ đến với mình đó là bởi vì tiền, bởi vì mình mang cho họ những cái điều mà họ muốn về vật chất hay là thật sự là họ thương mình nhé. Thành thử bây giờ nhắc lại cái chuyện mới có là cái câu chuyện của bà mẹ đó, thì bà mới nhắn cho cậu con trai ở xa, nói là con ơi, bây giờ con muốn cho cái người mà phụ nữ đó mà có thể là vợ con sau này nể con, thì chuyện đầu tiên là con phải làm sao để con thành công, nhưng mà quan trọng hơn nữa là con phải làm sao để con thành nhân. Đó thì là cái đó là ghi lòng tác giả đúng không? Xong rồi đó thì một ngày thì cái cậu đó mới nhắn tin lại cho người mẹ và nói là mẹ ơi, con đã làm được cái điều mà mẹ mong muốn, bây giờ con đã trở thành công nhân. Còn một cái vấn đề thì khi mà bố mẹ lớn tuổi mà muốn đi tìm một đối tượng tình cảm đó, các con nhiều khi cũng ngăn cản. Không biết có nhiều cái trường hợp như vậy không ạ? Nhiều con nói trời, bố mẹ lớn tuổi rồi còn đi tìm hay lấy vợ. Hương Thơ không. Đã thấy nhiều gia đình ngăn cản vì lý do mặt mũi với họ hàng hay là... Nó không phải chỉ có yếu tố đó không. Mà thí dụ chẳng hạn như bây giờ nếu mà người mẹ mà có con đúng không? Thì sau khi bây giờ tác hợp với nhau, như là chị Châu dùng cái chữ là gọi là cóp gạo thổi cơm chung đó, thì như vậy sống chung với trong cái hoàn cảnh đó, có thể là con anh con em con chúng ta thì có thể không có, đại khái là có thể là nhiều con anh và ít con em, hay là nhiều con em ít con anh, đại khái vậy. Thì góp lại như vậy thì cái cuộc sống đó nó có phải là cuộc sống tốt hay không, và trong cái môi trường nó như vậy đó thì nó có nhiều cái xung khắc hay là có nhiều cái vấn đề mà nó đã tạo áp lực cho hai bên, thì có thể là hai người đó đi đến với nhau rất tốt lúc đầu, nhưng mà bởi vì những cái gọi là những cái lục đục, những cái thường xuyên mà áp lực nó xảy ra thì nó làm cho tới một lúc nào đó thì là mình không được như vậy nữa.
Thì cái đó là một cái lý do, nghĩa là một trong những cái lý do có lẽ là đa số đó, nó làm ảnh hưởng tới cái vấn đề là cho những cái người trung niên đắn đo là mình có nên đi bước nữa hay không. Nói đến vấn đề về luật pháp á, khi mà hai người đến với nhau lúc đã có con riêng, có của cải riêng, thì về luật pháp thì có tên ký prenuptial, tên gọi là agreement, thỏa thuận giữa hôn nhân không ạ? Đúng rồi, thì cái chuyện đó, đó thì là tùy theo mỗi người, nhưng mà theo Hưng là bây giờ nó nên tạo cho mình một cái sự an tâm. Bởi vì để mình biết là mình đến với nhau là không phải về vấn đề tiền bạc. Và cái sự mà khi mình làm một cái prenuptial agreement là một cái hợp đồng thỏa thuận phân chia tài sản trước hôn nhân, là mình để cho, cũng một phần để mình chứng minh cho phía bên gia đình của mình hay là con của mình biết rằng là khi mà mình đi thêm bước nữa về tài chính à? Dạ, thì là cái tài chính hay là những cái gì thuộc về con nó không bị ảnh hưởng. Thì cái điều đó nó tùy theo cái mức độ cảm thông của đôi bên. Tại vì thí dụ chẳng hạn như là, dĩ nhiên nếu mà bây giờ một mình người đàn ông mà lấy một người trẻ hơn rất nhiều, đúng không? Và nếu mà cái người phụ nữ đó là đến với mình là vì cần một chỗ dựa, cần một bờ vai và cần vấn đề tài chính, thì dĩ nhiên là khi cần mình đặt ngân hàng một ngân hàng nhé. Đó là trường hợp mà khi mà Hưng nói như vậy, thì nghĩa là cái vấn đề đầu tiên là gì? Tiền đâu à? Chính xác. Thì như vậy thì có thể là, hoặc là một cái người gọi là mới lớn thì họ sẽ thấy cái điều đó là rất là tổn thương, là tại vì như vậy là không có sự tin tưởng nhau, tin tưởng nhé. Dạ. Nhưng mà với một cái người mà đã trải qua và đã một cái lần đổ vỡ rồi thì dĩ nhiên là họ phải suy xét và họ đắn đo trước cái chuyện là bây giờ khi mà mình làm đi đến một bước nữa mà mình làm hôn thú hay là lấy nhau thì tương lai mình nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Hưng có thể nhắc lại là California không có common law. California thì không có công nhận common law marriage, tức là bây giờ nếu mà hai người ở chung với nhau mà không hôn thú thì cho dù cái thời gian lâu thì California vẫn không coi nó là một cuộc hôn nhân, trừ khi nào thí dụ chẳng hạn hai người đã tác hợp sống chung với nhau ở một tiểu bang khác mà tiểu bang đó họ công nhận vấn đề common law marriage, thì khi mà trở về California thì California sẽ công nhận cái common law marriage đó mà đã được thực thi ở tiểu bang khác. Và khi họ chia tay thì phải cấp dưỡng, phải chu cấp rất là nhiều vấn đề nhé. Vâng, thì quý vị nên có nhiều người cứ hỏi Hương Thơ là ở chung sống lâu rồi mai mốt chia tay phải chia tài sản, nhưng mà ở California một lần nữa là không có common law. Về vấn đề mà những người mà bây giờ thiếu tìm kiếm một người thì cái tiêu chuẩn bạn đời của một người phụ nữ thường thường chị là giống như trường hợp của chị là một người mà chị kính trọng, một người biết chia sẻ, một người có thể khác sở thích nhưng mà họ có thể hai người học hỏi lẫn nhau, phải không ạ? Còn phía đàn ông thì khi mà tìm một người phụ nữ thì để ở tuổi mà về hưu thì theo kinh nghiệm của Hơn đối với các thân chủ đó thì đa số họ nhìn một người phụ nữ họ mong cầu gì, họ chờ đợi cái gì ở người phụ nữ. Hơn nghĩ là cái chuyện đầu tiên là nó phải có mình phải có một cái attraction, làm có một cái sự lôi cuốn, thu hút. Và khi mà nói chữ là dùng cái chữ là lôi cuốn hay thu hút thì nó không phải là về vấn đề và sắc đâu. Tại vì có nhiều người đàn bà có thể là họ không thuộc loại đẹp nhưng mà họ có một cái sức lôi cuốn quyến rũ. Personality. Đúng rồi. Là cá tính ạ, người có cá tính. Có cái cá tính, yeah. Và hơn nghĩ là khi mà người đàn ông thật sự ra nếu mà mình kiếm một cái người để mà có thể là chia sẻ với mình trong cuộc sống thì mình nên chọn cái người mà có thể có cùng một cái hướng nhìn với mình và có thể cảm thông với mình. Chứ không phải là chỉ có như nào lúc nào vui thì mới chia sẻ, còn lúc buồn thì mày ngay đi lo đó. Tôi vui tôi đến, tôi buồn tôi đi. Vâng, cảm ơn Hưng rất nhiều. Một lần nữa chúng tôi xin được tạm ngưng vài phút để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại và trở lại với phần 3, phần cuối của chương trình Phụ Nữ Ngày Nay với đề tài làm sao có thể tìm được một người bạn đời, một người tri kỷ lý tưởng phù hợp với mình trong tuổi xế chiều, tuổi hoàng hôn của mình. Xin quý vị đừng rời máy.